Thông tin tại cuộc họp báo, trường tiểu học Quang Trung cho biết trong bản tường trình của cô giáo gửi nhà trường, cô giáo không ra lệnh học sinh tát nhau nhưng có hiện tượng học sinh tát nhau trong lớp. Hiệu trưởng trường này cũng cho biết học sinh rất nhỏ nên cũng khó xác minh học sinh tát nhau một hay nhiều cái vì cần có người giám hộ của học sinh. Tự hỏi các con thì các con nói là con không biết, và cũng có những cái trường hợp thì nói các bạn tát 1, 2, 3 cái hoặc nhiều hơn con cũng không biết. Thế cho nên là tất cả những cái đó là chúng tôi phải tham khảo qua kênh của phụ huynh học sinh. Còn đối với những cái trường hợp mà các học sinh còn non nớt như vậy thì chúng tôi cũng phải tôn trọng các em và không tiến hành khảo sát học sinh mà chỉ hỏi qua kênh phụ huynh học sinh. Thế còn tiếp diễn như thế nào thì chúng tôi cũng mong muốn là nhà trường cũng sẽ tiếp tục xác minh để sau đây xin các ý kiến lãnh đạo để có cái biện pháp xử lý kịp thời đối với các cô giáo. Có mặt tại buổi họp báo, phụ huynh của em học sinh bị tát cũng nói rằng khi hỏi con vì sao ngày mai không đi học nữa, con đã trả lời vì cô bảo bạn D tát con 50 cái. Con cũng không thể nhớ chính xác được. Thế cho nên là tôi nghĩ là bây giờ cái vấn đề đấy nó với tôi nó không quan trọng nữa. Cái quan trọng là cô giáo đã biết nhận lỗi và cô sẽ sửa đổi. Thế còn với cả cái quan trọng nữa là bản thân con tôi cũng không có ảnh hưởng gì về tâm lý và hiện tại thì tôi vẫn tin tưởng để cho con tiếp tục học tại đây. Trả lời câu hỏi của báo chí, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Đống Đa cho biết về những bằng chứng cụ thể cũng rất khó xác định vì đây là học sinh lớp 2, các em còn nhỏ, trong trường không có hệ thống camera và cũng cần phải xác minh rõ sự việc với nhà trường, giáo viên. Cụ thể đúng sai thì thưa anh chị là ngay sáng nay thôi thì theo chỉ đạo của quận thì đã có, ủy ban quận đã có mới quyết định thành lập một cái đoàn thanh tra để xác minh cái sự việc này một cách nó đầy đủ. Cô giáo hiện đã bị tạm đình chỉ lên lớp 15 ngày. Thông tin chính thức sẽ có khi có kết luận của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng có yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo kiểm tra xác minh sự việc trên và báo cáo kết quả trong ngày 6 tháng 12.